kế đến là tin tài liệu của Nguyễn Quang Duy, tướng Lê Minh Đảo, vị tướng bất tử do Nam Anh thực hiện. Thiếu tướng Lê Minh Đảo, vị tướng bất tử, tác giả Nguyễn Quang Duy biên soạn từ Nam Úc. Thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời ở Connecticut Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 3 năm 2020, hưởng thọ 87 tuổi. Tướng Đảo là một vị tướng lừng danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lãnh 17 năm tù Cộng sản, vẫn không ngừng vận động để dân Việt thoát ách Cộng sản. Vị tướng gần dân, gần 6 năm, Thiếu tướng Lê Minh Đảo được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng kiêm tỉ khu trưởng tỉnh Trương Thiện và sau đó là tỉnh Định Thường. Ông nổi tiếng là người thương lính và gần dân. Năm 1979, tôi sống trong vùng Đồng Tiến, An Giang. Một hôm, chủ nhà nhắc chuyện cũ, ông chỉ về chỗ tôi đang ngồi rồi nói. Hồi đó, ông tướng đảo có ghé thăm nhà mình. Ông mặc áo thun, quần đùi, ngồi nhậu ở chỗ bảy nó đang ngồi đó. Tôi thứ bảy nên gia đình ông chủ nhà gọi tôi là bảy. Ông thương dân lắm. Ông nói bà con kêu ổng bằng anh Tư. Giờ nghe nói ổng bị tù ở tận miền Bắc. Thương ổng lắm. Bà con mình thương ổng lắm. Vị tướng và tôi, cuối năm 2004, tướng đảo cùng phái đoàn, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sang thăm Úc, có ghé Combera, và quốc hội úc vận động nhân quyền sau đó có gặp bà con trong cộng đồng tại combera tại một quán ăn ngay trung tâm thành phố để chia sẻ tâm sự tôi đến quán đúng lúc tướng đạo tới tôi gặp ông ngay cửa quán ăn ông đứng thẳng chào tôi theo cung cách rồi hỏi chiến hữu thuộc đơn vị nào tôi hơi bỡ ngỡ trả lời ông thưa thiếu tướng thế hệ tiếp nối, xong tôi đưa tay ra xin bắt tay ông và mời ông vào quán ăn. Hôm đó, ông nhắc nhở mọi người, đừng quên những tội ác Cộng sản đã gây ra, đừng quên nhưng không thù, vì thù oán không giải quyết được vấn đề, đừng quên để nhớ trách nhiệm của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa hoàn tất là bảo vệ người dân khỏi ách Cộng sản. Vị tướng và chính người con, Tướng đảo có chín người con, hai trai và bảy gái. Khi Cộng sản chiếm miền Nam, tất cả đều ở lại Việt Nam, đều chịu chung số phận tù đầy với đồng bào, cho đến năm 1979 mới vượt biên sang đến Mỹ. Cô Lê Bích Phượng, con gái thứ sáu trong gia đình tướng đảo, hiện làm phóng viên cho đài SBTN, có phỏng vấn tướng đảo tại sao ngày 30 tháng 4 năm 1975 có điều kiện cho gia đình di tản sang Mỹ nhưng ông không thực hiện ông trả lời chiến hữu của ông cũng có con cái họ đều phải ở lại việt nam nếu ông cho các con di tản giờ các con cái chiến hữu của ông sẽ chỉ vào mặt các con ông mà nói ba mày không chạy trốn nhưng cho chúng mày chạy trốn biết vậy để giữ danh dự cho cả gia đình nên ông không cho các con di tản tướng đảo còn nói mà cũng nhờ mấy năm sống với cộng sản các con mới hiểu vì sao ba chiến đấu bảo vệ miền nam các con mới hiểu mà thương cho đồng bào vẫn chưa thoát được ách cộng sản như các con vị tướng thương dân được bbc tiếng việt phỏng vấn tướng đảo cho biết vợ tôi có hỏi tôi là tại sao anh thương dân miền bắc hơn dân miền nam tôi cho bà ấy biết dân miền bắc đáng thương lắm họ đau khổ lắm Họ đau khổ hơn mình. Họ chịu đau khổ nhiều hơn mình. Nhiều hơn 20 năm trong chế độ Cộng sản. Tướng Đảo cho biết, một người Cộng sản đã nói với ông rằng, các anh có biết tại sao các anh thua không? Không phải tại bị bỏ đâu. Là tại các anh không dám cầm súng. Các anh bắn vùi dần. Còn tụi tôi có chuyện gì cần, làm là chúng tôi vẫn phải bắn. Vị tướng thương cả địch quân tướng đã cũng từng chia sẻ, bộ đội miền Bắc nhiều người còn rất trẻ, chỉ 16 hay 17 tuổi. Họ được mang thẳng từ miền Bắc vào. Họ thiếu kinh nghiệm chiến trường, nên chết rất nhiều. Tội nghiệp họ lắm, họ cũng là nạn nhân cộng sản. Miền Bắc hy sinh 2 hay 3 triệu những đứa con ưu tú của Việt Nam. Miền Nam cũng hy sinh hàng triệu người. Lỗi cũng tại những người cầm quyền miền Bắc quá tin vào chủ nghĩa cộng sản và quyết đánh chiếm miền Nam. Vị tướng anh hùng Đầu tháng 4 năm 1975, khi quân đội miền Bắc vượt vị tuyến 17 tràn xuống miền Nam, tướng đảo chỉ huy sư đoàn 18 bộ binh tại mặt trận Xuân Lộc, Long Khánh. Lực lượng Bắc Việt do tướng Hoàng Cầm chỉ huy đồng đến gấp 3-5 lần hơn lực lượng của tướng đảo, có nơi hơn gấp 10 lần nhưng đã bị trận lại 12 ngày tổn thất nặng nề. Cộng sản cho tướng Trần Văn Trạ lên thay và cho đổi hướng tiến quân, Xuân Lộc không còn là địa thế trận quân miền Bắc, tướng đảo được rịnh rút quân. Vào tối ngày 20 tháng 4 năm 2075, ông rút khỏi Xuân Lộc mang theo được mọi vũ khí, cả pháo, cả đến thương binh và tử sĩ. Tướng đảo đi bộ theo đoàn quân ông đốc thúc binh sĩ hàng ngũ trật tự và nhanh chóng rút quân. Đến sáng hôm sau, phía Cộng sản mới biết trận Xuân Lộc và cuộc rút quân tạo cho tướng đảo biệt danh Anh Hùng Xuân Lộc, một biệt danh ông không muốn nhận. Ông cho biết suốt 25 năm, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa phải chiến đấu để bảo vệ an ninh cho dân, vừa phải xây đường xá, xây cầu cống, xây trường học, xây nhà thương, xây nhà ở, xây làng xóm cho dân, trong khi Cộng sản thì phá hoại. Không một quân đội nước nào, binh sĩ đã có những đóng góp tích cực như vậy. Vì thế, theo ông, mỗi chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều là một anh hùng. Vị tướng với thế hệ tiếp nối Trong lần hội luận do SBTN Úc Châu tổ chức, được đồng hương hỏi, ông nghĩ sao về một chính phủ ở hải ngoại Tướng Đảo trả lời: Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, chính phủ Việt Nam Cộng hòa không còn tồn tại nữa, nhưng tinh thần Việt Nam Cộng hòa theo ông thì bất diệt. Tinh thần Việt Nam Cộng hòa không chỉ được lưu truyền ở hải ngoại cho các thế hệ thứ hai, thứ ba mà còn được lưu truyền trong nước khi các thế hệ tiếp nối biết được quá trình giữ nước và dựng nước của ông cha. Bởi vậy, chúng ta phải nói, nói cho con em chúng ta hiểu rõ những vị tướng bất tử ở tiểu học tôi được dạy tấm gương của hai vị tổng đốc nguyễn tri phương và hoàng diệu thuận tuyết khi quân pháp chiếm thành hà nội năm 1873 biến cố 30 tháng 4 năm 1975 tôi biết thêm năm vị tướng thuận tuyết là thiếu tướng nguyễn khoa nam trung tướng lê văn hưng trung tướng trần văn hai thiếu tướng phạm văn phú và trung tướng lê nguyên vĩ sau gần 45 năm, nay có thêm Thiếu tướng Lê Minh Đạo với 17 năm tù Cộng sản, không ngừng hy sinh vận động cho một Việt Nam không Cộng sản vừa mới qua đời. Tang lễ sẽ tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2020 sắp tới. Theo cáo phó, tang lễ sẽ không có lễ nghi quân đội, không có lễ phủ quốc kỳ trên linh cũ vì ông không được vinh dự hy sinh cho tổ quốc trên bãi chiến trường các bằng hữu đã tụng tiết, các chiến hữu anh hùng quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Vào những giờ phút cuối trong tháng 4 năm 1975, điều không có dịp và cũng chẳng còn ai phụ quốc kỳ trong tang lễ. Anh hùng tử, khí hùng bất tử, tướng Lê Minh Đạo và năm vị tướng Tuận Tiết là những tấm gương một lòng vì nước, vì dân họ là những vị tướng bất tử